Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật. Sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được thần tài soi chiếu, bất ngờ trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, trả sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục chỉ sau một đêm. Quý vị thân mến, ngày hôm nay đã rất khó, ngày mai sẽ còn khó khăn hơn, nhưng ngày kia biết đâu sẽ có đường đi lối lại, mở cửa để thoát khỏi sự ưu phiền. Vấn đề là thường chúng ta sẽ bỏ cuộc ngay buổi sáng ngày hôm nay, nên sẽ chẳng bao giờ ta biết được bức tranh ngạn vĩ phía sau là như thế nào khi ta cố đến cùng. Năm 2024 Giáp Thìn được đánh giá là năm không cát lành đối với người tuổi Giáp Thìn, bị cục diện thái tuế chi phối, bản mệnh phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn trong cuộc sống. Đặc biệt trong đó đang có rất nhiều người tuổi Giáp Thìn do bị các yếu tố ngoại cảnh tác động, lại thêm tiểu nhân tìm cách phá hoại, khiến tinh thần bất ổn, công việc trục trặc, không có quý nhân giúp sức, buôn bán kinh doanh thì không được lộc, nhiều lần liên tiếp thua lỗ, nợ nần, sức khỏe cũng hao tổn nhiều phần, dễ đau yếu bệnh tật. Tuy nhiên tử vi thấy rằng, tùy vào từng thời điểm khác nhau trong năm mà mỗi con giáp sẽ được nhận phúc họa khác nhau, và nếu bạn nắm bắt được số mệnh của mình và tận dụng được những cơ hội trời ban đó, thì chắc chắn sẽ lật ngược ván cờ, đổi đời chỉ trong chớp mắt. Và quả là trời không phụ lòng người khi tháng 1 âm lịch tới này, chính là thời điểm khởi sắc rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp và tiền tài đối với tuổi Giáp Thìn. Có thể nói trong thời gian này, bản mệnh làm bất cứ thứ gì chuyện gì cũng sẽ suôn sẻ, thuận lợi, cát tinh và quý nhân chiếu cố nồng hậu, may mắn liên tiếp kéo đến, tiền bạc ùn đổ về túi. Đặc biệt là trong tháng 1 âm đầu năm này, tài lộc của tuổi Giáp Thìn sẽ vụt bước lên mây, tiền bạc cứ ảo ạt chảy về nhà, thoải mái chi tiêu. Vậy cụ thể vận trình tháng mới sẽ như thế nào? Vận may của Giáp Thìn từ đâu mà đến? Để có thể nắm bắt tốt cơ hội đổi đời, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, sau 60 tuổi, muốn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc, cha mẹ chỉ cần tiết kiệm hai thứ này với con cháu. Thứ nhất, tiền bạc. Người Việt Nam có câu, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thế nên, nhiều người có bao nhiêu cho con hết. Tuy nhiên, có câu dạy con cách câu cá, chứ đừng tặng cá cho con. Việc phụ huynh bỏ ra tiền bạc, công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề, chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời của con cháu. Do đó trong vấn đề này, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ chứ không nên thay con cái lo toan vấn đề tài chính. Hơn nữa, nếu bạn cho con cái quá nhiều mà không lo được gì cho mình, thì về già bạn sẽ làm cho con bạn phải khổ, bởi bạn trở thành gánh nặng của các con, chưa kể khi ốm đau, bệnh tật, cho con vừa đủ và quan trọng là cho con khả năng tự lập mới là quan trọng. Hãy giữ lại một phần để tự lo cho bản thân khi tuổi cao, sức yếu. Dù thương con đến thế nào thì cha mẹ nên để con được vấp ngã, được trông chênh trên đường đời. Có như thế, con cái mới có cơ hội được lớn lên, được trưởng thành, con cái mới biết yêu thương, kính trọng cha mẹ. Đừng quên rằng, tiền bạc là quyền lực của người già, nhà cửa. Không chỉ tiền bạc, nhiều bậc cha mẹ thường có suy nghĩ sẽ để lại nhà cửa cho con cái. Tuy nhiên, điều này cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro, cần phải xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Việc giao nhà cửa lại cho con cái quá sớm cũng có thể là nguồn cơn khiến không ít trường hợp tình anh em trong nhà tan nát vì tranh giành tài sản của cha mẹ để lại. Nhiều người con vì lòng tham mà gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Họ bị vật chất chi phối rồi quên mất rằng những tranh chấp như thế không chỉ khiến tình thân bị sức mẻ mà còn khiến thiên hạ chê cười. Nhiều người con khi bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền, bị những tài sản hiện hữu cám dỗ rồi quên mất giá trị tình thân,
Một khi con cái hình thành thói ăn vạ, lười biếng, một khi con cái trở thành bông hoa trong nhà kính, không thể rời xa cha mẹ, thì kết quả là sự trưởng thành bất thường và phung phí tình yêu thương. Do đó, nếu cha mẹ có tài sản hay nhà cửa, hãy cân nhắc nên để lo cho bản thân trước, còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Hơn nữa, nếu có gia sản để lại cho thế hệ sau, bạn cũng nên tính toán kỹ lưỡng để tránh việc xảy ra tranh chấp trong nội bộ gia đình. Việc tiết lộ cho con cháu chuyện thừa kế quá sớm, sẽ có những việc mà cha mẹ không lường trước được. Tiền của có nhiều, cha mẹ nên giữ lại cho mình để dưỡng già, hưởng thụ, đi du lịch, đi ăn những món ngon, bù lại những ngày tháng đã làm việc vất vả, quần quật để nuôi con. Các con một khi đã thực sự trưởng thành, cũng chỉ mong cha mẹ an nhàn, hạnh phúc khi về già. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Giáp Thìn, sinh 1964. Trong 12 con giáp, hay trong tứ linh, thì con rồng là con vật hùng mạnh và được nhiều người tôn sùng và kính trọng nhất. Rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao, cho tham vọng và sự thống trị. Vì vậy, những người tuổi Thìn đa số là những người có tính cách kiêu ngạo, thẳng thắn, bộc trực, thích được làm chủ. Những người tuổi Thìn ngay từ lúc còn nhỏ đã tự đặt ra mục tiêu, xây dựng lý tưởng riêng cho mình, đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe và có sự đòi hỏi cao. Tính cách người tuổi Thìn lúc còn nhỏ rất tinh nghịch, hiếu động, thích được tranh giành công việc và thích được gánh vác mọi nhiệm vụ. Khi đã trưởng thành thì họ là người sống hướng ngoại, thích được nổi bật trước đám đông. Ngoài ra, những người tuổi Thìn có sự nhiệt huyết, khát vọng, cuồng nhiệt với công việc. Họ luôn tìm ra được những giải pháp mang tính đột phá để giải quyết vấn đề. Họ có sức quyến rũ, lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt. Tính cách người tuổi Thìn là con người rất cao ngạo. Họ không thích thỏa hiệp, không phải luôn luôn dễ gần và quá tự tin vào năng lực của mình. Những người tuổi Rồng có sức sống mãnh liệt và tràn đầy năng lượng tích cực. Bên ngoài họ luôn toát lên vẻ nghiêm nghị, khí chất ngút trời. Bên trong họ hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp, khoan dung, thật thà, rộng lượng. Những người tuổi này có con mắt vô cùng tinh tế, nhìn rõ được mọi khía cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong cuộc sống hay công việc, họ có khả năng nhận thấy được những mối nguy hiểm cận kề. Nhờ có sự tinh tế ấy mà người tuổi Thìn dễ dàng nắm bắt được tâm tư, nỗi niềm, biết cách chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Họ là người tôn trọng chữ tín. Một khi họ đã hứa thì sẽ thực hiện bằng mọi cách để người khác không đánh mất niềm tin vào mình. Người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn. Họ từ khi sinh ra đã có tố chất của một nhà lãnh đạo giỏi. Họ giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, hiệu quả nhất. Người tuổi Thìn không bao giờ sợ hãi trước khó khăn. Càng khó khăn thì ý chí quyết tâm chinh phục của họ càng mãnh liệt. Họ thích cảm giác làm những điều mà người khác không thể làm được. Tính cách người tuổi Thìn có tâm tư trong sáng, cởi mở, tính tình thành thật, nên được nhiều người xung quanh tôn trọng, quý mến. Họ là người hữu khẩu vô tâm, lương duyên tốt đẹp, vui vẻ, hòa đồng. Họ biết cách tạo bầu không khí thoải mái, dễ chịu. Người tuổi Thìn thường bị người khác đánh giá sai qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Thực chất họ là những người sống rất tình cảm, có trái tim nhân hậu và thật thà. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh hết mình mà không cảm thấy khó chịu. Con người tuổi Thìn sau này dù không làm lãnh đạo, chức cao, thì cũng luôn được mọi người xung quanh kính nể và tôn trọng. Đánh giá, tổng quan vận trình tử vi tuổi Giáp Thìn sinh 1964, tháng Tết âm lịch 2024. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, vận trình của người tuổi Giáp Thìn trong tháng khởi đầu năm mới có lúc lên bổng, nhưng cũng sẽ có lúc xuống trầm. Vì thế mà bạn cần luôn tập trung vào công việc của mình, chớ có thái độ chủ quan, lơ là, vì cho rằng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát. Dưới tác động tích cực của tam hội, sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá thuận lợi, thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức, chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân, khẳng định vị thế. Hãy chủ động nhận thêm những nhiệm vụ khó, rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Có điều cần phải lưu ý, dù thành công đến đâu, bạn cũng chớ nên tỏ vẻ kiêu ngạo, coi thường người khác, bởi thiên cầu hung tinh xuất hiện có thể đẩy bạn vướng vào rắc rối bất cứ lúc nào. Trên phương diện tài lộc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng, người làm đầu tư, kinh doanh, có thể tranh thủ lúc này để mở rộng mạng lưới của mình, giúp thu về khoản tiền triển vọng. Dù nguyệt lạnh lâm mộ đem lại cho bạn ít nhiều tác động tiêu cực, song bạn cần nhắc nhở bản thân không nên dễ dàng bằng lòng với thực tế, trở nên trì trệ, thiếu cố gắng. Trong chuyện tình cảm, do cục diện ngũ hành tương khắc xuất hiện, bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn với nhau trên nhiều phương diện của cuộc sống. Có lẽ hai người vẫn còn chưa thực sự bao dung cho nhau, mà cái tôi cá nhân thì lại quá lớn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này,
e là quan hệ đôi bên khó có thể yên ổn lâu dài. Cả bạn và người ấy đều cần dành thời gian nhìn nhận lại khuyết điểm của mình để có hướng thay đổi. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Giáp Thìn sinh 1964, tháng Tết âm lịch. Nhận được sự phù trợ của cục diện tam hội, nên người tuổi Giáp Thìn dễ đạt được nhiều thành công trong công việc. Dường như mọi việc bạn bắt tay vào làm trong thời điểm này đều tiến triển khá thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng khiến bạn được nhiều người giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Đặc biệt, quý nhân còn có thể xuất hiện vào thời điểm này, giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân. Người đó có thể sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý. Vì thế hãy luôn giữ tinh thần khiêm tốn, lắng nghe, để có thể học hỏi thêm được những điều hữu ích. Nhân thời điểm thuận lợi như thế này, bạn có thể tranh thủ bắt tay vào làm những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chứ nên tiếp tục chần chừ, do dự. Bạn nên tin tưởng hơn vào năng lực của mình, để tìm được quyết tâm làm mọi việc đến cùng. Một khi đã đạt được thành công, bạn cần tiếp tục tìm ra những đích đến mới cho mình. Đừng vội hài lòng với thực tại, rồi dậm chân tại chỗ. Nguyên lệnh lâm mộ cho thấy, nhiều người dễ rơi vào tình trạng trì trệ, không muốn tiếp tục cố gắng. Thiên cẩu hung tinh xuất hiện, cũng là lời cảnh báo với bản mệnh rằng, kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bạn cần chú ý cách cư xử, không nên hống hách, đắc tội với người khác. Mỗi khi có bất đồng ý kiến đổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, nói năng mất kiểm soát, để mình vướng vào cảnh thị phi, tranh chấp. Xét phương diện tài lộc tuổi Giáp Thìn sinh 1964, tháng Tết âm lịch 2024. Xem tử vi tháng Tết năm 2024, tuổi Giáp Thìn âm lịch nhận thấy, tháng đầu tiên của năm mới đánh dấu những dấu hiệu khá tích cực trên con đường tài lộc của con giáp này. Tam hội đem lại cho bạn sự trợ giúp lớn lao, giúp bạn hoàn thành những công việc trước đó một cách đơn giản và thuận lợi hơn nhiều. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Bạn có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng, giúp mở rộng thị trường, mở rộng quy mô. Để có thể kiếm về một khoản bộn tiền, bạn khó tránh khỏi những lúc va vấp, vất vả, nhưng thành quả cuối cùng chắc hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ mà một số người có vẻ trì trệ, không muốn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thích ăn chơi, hưởng thụ hơn, nhất là trong giai đoạn đầu năm, khi dư âm Tết vẫn còn, bạn cần nhắc nhở mình nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ, chớ quan tâm đến những công việc ngoài lề. Giai đoạn này nếu bạn không tiến bước thì rất dễ bị người khác tranh thủ cơ hội vượt qua. Thiên cẩu hung tinh khuyên bạn nên chú ý hơn trong cách cư xử. Dù có cạnh tranh để tranh giành đối tác, khách hàng với người khác, bạn cũng nên tự nhắc nhở mình bình tĩnh hơn, chớ hành xử nông nổi rồi cuối cùng ai cũng rơi vào cảnh khó xử. Xét phương diện tình duyên tuổi Giáp Thìn sinh 1964 tháng Tết âm lịch năm 2024. Chuyện tình cảm có tiến triển thuận lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và cách cư xử của người tuổi Giáp Thìn. Tam hội đem lại cho bạn những mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới, với người thân trong gia đình mình, nhưng ngũ hành tương khắc cũng sẽ khiến những rắc rối thường xuyên xuất hiện. Thời điểm này, người độc thân thường xuyên được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng hoặc nhờ vào các mối quan hệ xã giao rộng rãi của mình. Bạn cũng có thể tự tìm ra người phù hợp với tiêu chuẩn đã đặt ra. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên nhanh chóng tìm cách kéo gần khoảng cách với người ấy, chớ nên bị động chờ người ấy tiến tới với mình trước. Bạn không nên quá nhút nhát hoặc lười yêu đương. Bạn cho rằng mình hoàn toàn sống tốt khi chỉ có một mình. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ cảm thấy yếu lòng và muốn có một người nào đó để dựa dẫm. Hãy thử cho những người thật lòng với mình cơ hội tìm hiểu kỹ hơn nhé. Người đã lập gia đình nên chủ động giữ khoảng cách với người khác. Có thể những thành tích cao trong công việc của bạn khiến người khác rơi để tâm, chú ý và muốn tiến tới gần hơn với bạn. Tuy nhiên, bạn cần ý thức được rằng mình là người đã có gia đình. Chỉ một phút ham vui cũng có thể khiến những người thân thiết nhất tổn thương, lại gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Vợ chồng cần phải bao dung cho nhau nhiều hơn, không nên đặt cái tôi của mình lên quá cao. Khi mâu thuẫn nổ ra, bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương để quan sát vấn đề, hoặc chủ động là người xuống nước trước, rồi tìm cách bàn bạc lại vấn đề sau. Như vậy mới giúp gia đình yên bình. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Thìn sinh 1964, tháng Tết âm lịch 2024. Đáng mừng là người tuổi Giáp Thìn không gặp vấn đề gì quá đáng chú ý trên phương diện sức khỏe trong tháng Tết năm 2024 âm này. Nhờ vậy, bạn luôn duy trì được tinh thần hăng hái, vui vẻ. Một số người có thể cảm thấy sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì. Khi không quá bận rộn cho sự nghiệp, bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, chứ không nên lười biếng, chỉ thích nằm hoặc ngồi một chỗ. Tử vi tháng Tết năm 2024, tuổi Giáp Thìn âm lịch thấy rằng,
Khi thường xuyên hoạt động, bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn, tránh được nhiều bệnh tật phiền phức. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần, tháng Tết âm lịch của người tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Xem tử vi tuần 1, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Vận trình tuần mới của người tuổi Giáp Thìn khá lý tưởng, dù là phương diện công việc hay chuyện tình cảm đều gặt hái được những thành quả nhất định, cái chính là bạn đã tìm ra định hướng tương lai, mọi thứ rõ ràng chứ không còn mông lung như trước, công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, những khó khăn hay vấn đề khúc mắc trong công việc sẽ được xử lý triệt để. Tư duy sáng tạo, trí tuệ thông thái của bạn được phát huy tối đa, dù cấp trên có đưa ra yêu cầu cao tới đâu, bạn cũng vẫn hoàn thành xuất sắc. Với những ai đang có ý định nhảy việc, bạn nên tận dụng tốt các mối quan hệ xã giao để tìm được công việc ưng ý. Thời điểm này bạn tha hồ mà lựa chọn. Người kinh doanh, buôn bán, cần thận trọng khi tiếp xúc với đối tác tuổi Dần, Sửu, tránh tình trạng bằng mặt không bằng lòng, kết quả cuối cùng khiến cả hai đều phải chịu tổn thất. Nhân duyên của người độc thân vượng, không khó để tìm cho mình đối tượng ưng ý, tiến trình phát triển tình cảm nhanh chóng mặt, khiến bạn cũng cảm thấy bất ngờ. Quý nhân, Tý, Dậu, tiểu nhân, Tỵ, Thìn. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số phát tài, 89, 66, 23. Xem tử vi tuần 2, tháng Tết âm lịch năm 2024. Bước sang tuần mới, chính ấn xuất hiện nâng đỡ, giúp vận trình công việc của người tuổi Giáp Thìn tiến triển thuận lợi. Khả năng tập trung cao độ và sự phán đoán nhạy bén, mang lại không ít thành công cho bạn. Với những hạng mục đang ở trong tình trạng gấp gáp, cần hoàn thiện trước Tết Nguyên đán, bạn cứ bình tĩnh làm không cần phải vội kẻo mắc sai lầm. Với sự thông minh, lanh lợi và cách ứng biến linh hoạt, chủ động của mình, bạn sẽ làm được mọi điều mình muốn. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần làm việc hiệu quả. Hãy mạnh dạn trao đổi với các khách hàng tiềm năng mà trước đó bạn chưa dám hoặc chưa có thời gian tiếp xúc. Biết đâu bạn sẽ ký được những hợp đồng hay thỏa thuận hợp tác giá trị, thu về khoản lợi nhuận lớn. Tình cảm lứa đôi bình ổn, tình yêu có sự thăng hoa bất ngờ sau khi cả hai cùng nhau hóa giải mọi hiểu nhầm, khúc mắc. Tuy nhiên để duy trì điều đó lâu dài, bạn không nên kiểm soát đối phương quá chặt. Ngược lại, hãy học cách tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Vận đào hoa của người độc thân khá vượng, dễ có người thầm thương trộm nhớ, bạn tha hồ mà lựa chọn. Dẫu vậy, đừng chủ quan mà quyết định sai lầm, sau này phải nói lời tiếc nuối. Quý nhân, Thân, Hợi, tiểu nhân, Dần, Mùi. Màu sắc may mắn, tím, xanh. Con số phát tài, 09, 35, 62. Xem tử vi tuần 3, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi hàng tuần của con giáp cho thấy, người tuổi Giáp thì có một tuần làm việc tất bật, nhiều dự định, kế hoạch để nâng cao, phát triển bản thân cũng như những sở thích, đam mê. Năm mới 2024 đến rồi, đây là lúc bạn dành thời gian để xem xét lại những gì đã qua và hoạch định kế hoạch cho tương lai. Không có gì là quá sớm hay quá muộn, có chiến lược phát triển cụ thể, bạn càng dễ dàng tiến tới thành công. Tuần này, khối lượng công việc nhiều, kèm theo đó là áp lực và những thách thức trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần tuổi Giáp Thìn giữ được bình tĩnh là có thể sáng suốt đưa ra những giải pháp khắc phục hợp lý. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, dù có quyền phán xét đi nữa, bản mệnh cũng không nên dùng những lời nói nhạy cảm để chỉ trích người khác, dẫu người ấy có phạm sai lầm lớn tới đâu. Nếu muốn cuộc sống bình yên hơn, tuổi Thìn nên học cách bao dung và bỏ ngoài tai chuyện thị phi. Vận trình tình cảm của bản mệnh không lý tưởng, vận đào hoa tuy có tăng nhưng là đào hoa dữ. Nó khiến bạn vướng vào những mối quan hệ phức tạp, dù bản thân không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng cứ bị cuốn theo, dần dà không thoát ra nổi. Những tiếng cười rộn ràng trong gia đình bạn dần nhạt nhòa, thay vào đó là không khí ngột ngạt, bí bách, không ai muốn chia sẻ, trò chuyện với nhau. Sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình đã rời rạc lắm rồi, đến lúc bạn phải làm điều gì đó để thay đổi cục diện này. Quý nhân, Dậu, Tỵ, tiểu nhân, Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn, hồng, đen. Con số phát tài, 93, 43, 20. Xem tử vi tuần 4, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Theo như tử vi tuần mới của 12 con giáp, so với những con giáp khác, tuần này vận trình của người tuổi Giáp Thìn vẫn khá khả quan, dù cũng phải tất bật, bận rộn và đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Dịch mã động tinh xuất hiện, mang theo điểm báo vất vả, chạy đôn chạy đáo, nhưng bù lại, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không uổng công tốn sức đâu mà lo. Nhờ sự nỗ lực và những biểu hiện xuất sắc của bạn trong thời gian qua mà khách hàng lớn, có tiềm lực kinh tế mạnh đã để mắt tới,
bạn cần chủ động và khéo léo nắm bắt cơ hội này để tăng thêm thu nhập và mức thưởng trong tháng. Tình cảm hứa hẹn nhiều cung bậc cảm xúc, yêu có, giận hờn có. Dù thế nào đi nữa, hãy để tình cảm diễn ra theo lẽ tự nhiên nhất. Khi ấy bạn mới là chính mình, mới có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của riêng mình. Khi tình yêu mờ nhạt, buông bỏ cũng là sự lựa chọn thông minh. Quý nhân, Tý, Dần, tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, cam, trắng. Con số phát tài, 78, 45, 21. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng Tết năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc trí cũng tốt, tốt nhất là cưỡi gà, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng Tết năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng Tết năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày Tốt Hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng Tết năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng Tết năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng Tết năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày Tốt Hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng Tết năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng Tết năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng Tết năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng Tết năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng Tết năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, đời người ai cũng trải qua những lúc long đong, lận đận, có vui, có buồn và có cả sự thăng trầm. Đời người chính là như thế, là một quá trình tu luyện từ non nớt đến thành thục. Vậy đời người cần tu luyện trở thành người như thế nào? Có 5 loại cảnh giới cao khó đạt được trong cuộc đời. Nhưng nếu có thể đạt được những cảnh giới này, thì bạn sẽ sống hạnh phúc, thong dong tự tại và thản đãng vô cùng. 1. Kinh mà không loạn là một loại tĩnh khí. Từ xưa đến nay, các bậc thánh nhân, hiền nhân càng gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa, việc nguy hiểm thì càng có thể tĩnh tâm như nước, thấy biến mà không hề sợ hãi. Từ xưa đến nay, phàm là người làm được việc lớn nhất định phải là người có tĩnh khí, gặp đại sự mà không loạn, gặp việc lớn mà không loạn, đứng giữa ranh giới được mất mà không mất đi thói quen, thường hẳn là một loại bình tĩnh, một loại cảnh giới cao của thái độ xử thế. Đây cũng là một tâm thái xử thế ung dung tự tại, giỏi ứng biến linh hoạt. Khi có việc lớn xảy đến, không sợ hãi thất thố, có thể bình tĩnh an định phải là người không lo được mất, bảo trì được thái độ bình thản trong tâm, đứng trước một việc,
người có tĩnh khí gặp nguy mà không loạn, sẽ tự có thể sản sinh ra trí huệ mà hóa giải khó khăn. Người loạn khí đứng trước một việc lớn, sẽ chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà còn làm hỏng việc. Tục ngữ có câu, thủ trung hữu lương, tâm trung bất hoảng, y nói trong tay mà có lương thực rồi, thì trong tâm sẽ không lo lắng. Sách của các bậc hiền nhân chính là món ăn tinh thần. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể hấp thụ kiến thức, trí tuệ của những người đi trước, nâng cao năng lực, vượt qua được hoang mang sợ hãi. Vì vậy, càng là người học rộng, thông thái, thì tầm nhìn của họ càng khoáng đạt, rộng lớn và suy nghĩ cũng càng thanh tịnh hơn, đạt đến cảnh giới cao siêu hơn. 2. Đau mà không than là một loại kiên cường. Con đại bàng đau liền cất tiếng kêu thảm thiết, như thế nó sẽ mất đi khả năng vật lộn trên trời cao. Con thỏ đau liền dừng lại kêu gào, như thế rất có thể nó sẽ trở thành một bữa tối ngon lành cho kẻ thù của nó. Cho nên, hễ đau mà than vãn, thì sẽ mất đi cơ hội được tôi luyện. Quỹ đạo của đời người cũng theo đó mà đổi thay, đau chính là nền tảng của thành công. Đau mà không than chính là không trốn tránh mà dám đối mặt với nỗi đau buồn, niềm đau thương và sự đau đớn của bản thân. Muốn làm được đau mà không than, chúng ta cần tôi luyện được sự kiên cường. Chúng ta cần có trí huệ để chống đỡ lại những sóng gió trên đường đời. Kỳ thực, đau mà không than chỉ có thể bắt nguồn từ một nội tâm lạc quan mạnh mẽ. Nó cho chúng ta một tín nhiệm, sau khi mưa gió qua đi, ánh cầu vồng sẽ đến. 3. Cười mà không tranh cãi là một loại rộng lượng. Người xưa có câu, quân tử lúc nào cũng vô tư thản đãng, chỉ có kẻ tiểu nhân mới thường sợ sệt, ưu sầu. Đôi khi một nụ cười có thể làm tiêu tan ân oán giữa đôi bên, có thể khiến những người xa xứ, tha hương nơi đất khách quê người cảm thấy ấm áp trong lòng. Trong thế gian, có lẽ nở một nụ cười là động tác đơn giản nhất, nhưng lại hoàn mỹ nhất. Đời người có những lúc chúng ta phải đối mặt với những lời giễu cợt của người khác, cũng có lúc chúng ta sẽ thấy bất lực vì bị người khác hiểu lầm. Khi ấy, nếu chúng ta cứ nhất quyết phải giải thích, tranh biện với họ, thì chỉ càng đẩy họ sang phía đối lập với chúng ta, cái tâm của chúng ta cũng sẽ bị khuấy động, do đó loạn càng thêm loạn. Lúc này chi bằng chỉ cần giữ một nụ cười trên môi và để mặc cho người đời bàn luận đúng sai, tốt xấu. Nhân sinh mãi cứ oán giận, chi bằng tĩnh hạ tâm xuống suy nghĩ sâu xa, thời gian như nước chảy sẽ cuốn trôi tất cả những điều không hay trong cuộc đời. 4. Mê mà không lạc là một loại trí tuệ. Một người chỉ có thể mê mà không bị lạc mất khi đã tôi luyện được nội tâm cường đại. Cổ nhân có một câu rất hay rằng, ai nhi bất thương, đau mà không thương, buồn mà không ủy mị. Khi gặp phải chuyện thống khổ, chúng ta có thể buồn bã, đây cũng là những cảm xúc rất tự nhiên và cần thiết của con người. Nhưng khi buồn đau, chúng ta cũng đừng quên rằng luôn có một con mắt thứ ba đang trông chừng tất cả. Chỉ cần giữ vững thiện lương, trời xanh sẽ tự có an bài tốt nhất. Người có thể coi nhẹ những được mất trên thế gian, thì khi đột nhiên phải đối mặt với sự mất mát, họ mới có thể không bị mê mờ. Người có trí tuệ và tín ngưỡng kiên định cũng có thể làm được điều này, bởi vì họ đã có nhận thức thanh tỉnh và siêu thoát về sinh tử vô thường, nhân duyên đời người. Trái lại, người không có trí tuệ và tín ngưỡng kiên định, hễ gặp chuyện là suy sụp và thống khổ. Có đôi khi sự ảnh hưởng vô cùng lớn của ngoại giới sẽ khiến chúng ta bị lạc mất cảm xúc, không tự mình khống chế được bản thân. Nhưng khi chúng ta có đủ trí tuệ và nội tâm cường mạnh, một thời gian sau chúng ta sẽ khôi phục lại được. 5. Không so đo với người khác là một loại bao dung lớn của cuộc đời. Đời không có đúng hay sai, chỉ có nhân và quả. Muốn thanh thản hãy nhớ điều này, càng sân si, càng so đo tính toán, thì con người ta sẽ càng dễ nghi ngờ mỏi mệt và không có một phút nào bình yên. Có câu chuyện ngắn như sau. Có một bé trai và một bé gái chơi đùa cùng nhau. Bé trai nhặt được rất nhiều đá, bé gái có rất nhiều kẹo. Bé trai muốn dùng tất cả số đá mình nhặt được để đổi lấy số kẹo của bé gái, và bé gái đã đồng ý. Nhưng bé trai lại giấu đi những viên đá đẹp nhất và đưa những viên đá còn lại cho bé gái. Tuy nhiên, bé gái vẫn đưa hết số kẹo của mình cho bé trai như đã hứa. Đến khi tối trở về nhà, bé gái lên giường và ngủ rất ngon. Tuy nhiên, bé trai lại nằm nghĩ ngợi mãi không sao ngủ được. Cậu nghĩ rằng, liệu có phải bé gái kia cũng như mình và cất đi rất nhiều kẹo ngon. Thật ra, nếu như bạn không thể toàn tâm toàn ý với người khác, thì bản thân bạn cũng sẽ nghi ngờ liệu người khác có thành tâm với mình hay không. Để có được một giấc ngủ ngon, một cuộc đời thanh thản và một tâm thái hòa ái, thì hãy thành tâm đối đãi với người khác. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người hay sự việc giống như câu chuyện nhỏ này. Liệu chúng ta có thể thành tâm đối đãi với người khác hay không? Mặc dù biết rằng những ngờ vực và hiểu lầm rất tổn hại đến tinh thần và thể xác của chúng ta, nhưng rất nhiều người vẫn lo nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên. Trên thế giới này không có đúng hay sai, mà chỉ có nhân và quả. Khi chúng ta thành tâm đối đãi với người khác, thì không cần phải suy nghĩ đến chuyện báo đáp, mà chỉ cần bao dung, sống thật tâm, tĩnh tâm chờ đợi,
rồi tất cả mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên mà đến. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.